Tại tỉnh Đắk Lắk, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông vừa xử phạt một trường hợp đăng tin nước hồ bơi có thể vô hiệu hóa COVID-19 trên Facebook. Trước đó, một tài khoản Facebook có tên DTR Cromana đã đăng tải hình ảnh một bể bơi kèm theo dòng chữ nước bể bơi có thể vô hiệu COVID-19 sau 30 giây. Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người đã vào bình luận với những ý kiến hoài nghi, bức xúc. Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xác định người đăng thông tin sai trái trên sinh năm 1980 ở xã Đu Cà Măn, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi được giải thích, người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình, tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đã xử phạt trường hợp trên 5 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ quy định vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.